Sáng nay, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tọa đàm, trao đổi, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 6. Một số nội dung liên quan tới chủ trương, hình thức đấu giá biển số xe ô tô hay quy định lắp camera giám sát trên xe ô tô đang được dư luận quan tâm. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đến nay, việc đấu giá biển số xe ô tô đã được diễn ra 4 ngày, với 95 biển số được đưa ra đấu giá. Tổng số tiền chúng đấu giá dự thu là hơn 133 tỷ đồng. Hiện tại đã có 7 người nộp tiền chúng đấu giá biển số ô tô với số tiền gần 11 tỷ đồng. Có một trường hợp ở Hải Phòng đã hoàn thành các thủ tục cấp biển số chúng đấu giá. Theo luật dân sự, luật đấu giá tài sản, nghị quyết 73, nghị định 39 của Chính phủ về thí điểm đấu giá biển số ô tô, nếu trường hợp bỏ cọc thuộc trường hợp hủy đấu giá thì biển số đó sẽ được đưa lại để tiếp tục đấu giá. Đồng thời, những cá nhân bỏ cọc sẽ bị mất tiền cọc. Liên quan đến quy định lắp camera giám sát đối với xe ô tô cá nhân, tại tọa đàm, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng đối với xe kinh doanh vận tải, pháp luật hiện hành đã quy định bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát, dữ liệu được truyền về Cục Đường bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, đối với ô tô cá nhân, Bộ Công an chỉ khuyến khích người dân lắp camera hành trình để tự bảo vệ mình trong các tình huống mất an toàn giao thông, không bắt buộc. Về dữ liệu thu thập được từ thiết bị giám sát hành trình, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho hay cơ quan chức năng sẽ không thu thập mà chỉ đề nghị người dân hợp tác, cung cấp khi xảy ra các sự cố trên đường hoặc ghi nhận được các sự cố xe của người khác. Tối qua ngày 25 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được thông tin về trường hợp một bệnh nhân nam được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ thường trú tại Đồng Nai. Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã gấp rút điều tra dịch tễ, khoanh vùng xử lý. Đến nay đã xác định một trường hợp tiếp xúc cũng đã dương tính với đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được nguồn lây đối với ca bệnh ở Đồng Nai. Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiếp nhận bệnh nhân nam đến khám với những dấu hiệu nghi mắc đậu mùa khỉ. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển sang khu vực khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm gửi viện Pasteur và bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Sau khi bệnh nhân có kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ, HCDC đã tiến hành điều tra dịch tễ và khoanh vùng xử lý. Đến nay, phát hiện 8 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có một trường hợp cũng đã dương tính với đậu mùa khỉ. Bệnh nhân cũng có sốt, cũng có nổi hạch và đặc biệt đó là bệnh nhân có xuất hiện những cái mụn nước, mụn mủ ở rải rác khắp ở toàn thân và đặc biệt đó là có xuất hiện ở cơ quan sinh dục. Nhưng mà cái đặc điểm mụn nước và mụn mủ ở trên cái cơ địa của bệnh nhân này thì nó sẽ hơi khác biệt một tí xíu. Đó là mụn nước, mụn mủ trên cái cơ địa của bệnh nhân này nó hơi to hơn, vết trợ vết lết nó cũng rõ ràng hơn và cái diễn tiến của nó thì cũng không giống lắm với lại một trường hợp bệnh lý thủy đậu thông thường. Hiện HCDC vẫn chưa xác định được nguồn lây của ca bệnh đậu mùa khỉ này. Đây là bệnh lây lan do tiếp xúc gần, nên những người tiếp xúc với ca bệnh đã được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày. Ngành y tế cũng khuyến cáo, người dân đề cao cảnh giác với bệnh đậu mùa khỉ, chủ động khai báo khi có các triệu chứng nghi ngờ. Tại bệnh viện thì cũng đã xây dựng một cái quy trình để mà tầm soát, đặc biệt là đối với lại những cái trường hợp nào mà có các triệu chứng lâm sàng nghi ngờ thì bệnh viện có một cái quy trình xử lý đặc biệt riêng biệt để nhằm thứ nhất đó là phát hiện sớm đối với lại các trường hợp có thể là nghi ngờ bệnh lý đậu mùa khỉ. Thứ hai đó là cái quy trình để đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn để tránh cái việc mà lây lan bệnh lý ra cho người khác. Và cuối cùng đó là thực hiện các báo cáo một cách kịp thời. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết hai bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ vừa được phát hiện có sức khỏe ổn định, không sốt, mụn nước rải rác. Như vậy tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ. Hai trường hợp trước đây có nguồn gốc nhiễm bệnh từ nước ngoài về. Ngày hôm nay, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tuyến qua website với chủ đề Cục Thuế thành phố Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều câu hỏi của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế đã được gửi trực tiếp đến địa chỉ http://hanoi.gdt.gov.vn với nhiều nội dung như thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023, các mặt hàng được giảm 2% thuế giá trị gia tăng, hóa đơn điện tử khi bị sai sót thì cần bổ sung kê khai như thế nào cho đúng quy định. Cái mô hình làm như Hà Nội rất tốt. Chúng ta làm trực tuyến để diện rộng, nhiều người tham gia được. Và những vấn đề liên quan đến thuế, liên quan đến quy trình thủ tục, liên quan đến cái khúc mắc vướng mắc
trong quá trình thực thi pháp luật về thuế sẽ được người nộp thuế, cộng đồng doanh nghiệp nêu ra, và cơ quan thuế trong phạm vi chức trách nhiệm vụ cũng như là cái sự hiểu biết của mình sẽ có những giải đáp thỏa đáng. Cái khó khăn vướng mắc đối với người nộp thuế đều được giải quyết một cách cụ thể và hiệu quả. Mỗi một cái chương trình hội nghị như vậy thì các cái chính sách đã được tuyên truyền một cách cụ thể, và người nộp thuế, không chỉ người dân mà cả doanh nghiệp đều nắm bắt rất là rõ và thực hiện đầy đủ để làm sao mà thực hiện đúng các cái chính sách về thuế để không gặp các cái vi phạm. Theo chương trình hỗ trợ đối thoại trực tuyến lần này, số lượng câu hỏi vướng mắc được tiếp nhận và giải đáp nhiều hơn, nhanh hơn với hội nghị trực tiếp. Cơ quan thuế Hà Nội đã hướng dẫn trả lời trên website tại địa chỉ http://hanoi.gdt.gov.vn. Cục thuế Hà Nội là một địa bàn rất lớn với hơn 200.000 doanh nghiệp và hơn 210.000 hộ kinh doanh, hàng triệu người nộp thuế. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là cái việc mà chuyển đổi số là một trong những điều nhiệm vụ tiên quyết để thực hiện cải cách hiện đại hóa ngành thuế và hỗ trợ cho người nộp thuế có thể thực hiện việc nộp thuế được dễ dàng, minh bạch và thuận tiện. Thông qua các cái đối thoại trực tuyến thế này thì tất cả các vướng mắc của doanh nghiệp sẽ được trả lời ngay, và không chỉ có một doanh nghiệp mà hàng trăm nghìn doanh nghiệp có thể giải đáp trả lời được. Và khi đối thoại thì tất cả các cán bộ thuộc tất cả các phòng, thậm chí có các cái cơ quan hỗ trợ chức năng thì đều cùng chung tay để giải đáp doanh nghiệp. Và đấy là một cơ hội rất là thuận lợi để doanh nghiệp có thể là xử lý những cái khó khăn vướng mắc của mình một cách nhanh nhất. Mục tiêu mà Cục Thuế Hà Nội hướng đến là đẩy mạnh chuyển đổi, cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ cho gần 200.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế trên địa bàn thủ đô. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 9, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa công bố bán đấu giá 24 căn hộ chung cư Napoleon Castel 1 tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để thi hành án. Tài sản này của công ty trách nhiệm hữu hạn Cat Tiger Carew do ông Lê Văn Dũng làm giám đốc. Theo đó, doanh nghiệp bị cưỡng chế kê biên bán đấu giá 24 căn hộ để thi hành 3 bản án dân sự với số tiền gần 50 tỷ đồng. Động thái này được đưa ra nhằm thi hành 3 bản án mà doanh nghiệp trên phải thực hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cat Tiger Carew phải thi hành án trả cho công dân tổ chức thành nộp án phí, tổng cộng hơn 49,5 tỷ đồng. Đến nay, tổng số tiền thi hành án hơn 50 tỷ đồng nếu cộng thêm tiền lãi chậm thi hành án theo quy định. Theo kết quả thẩm định giá, các căn hộ có giá trị thấp nhất là 907 triệu đồng trên một căn và cao nhất trên 1,5 tỷ đồng trên một căn. Tổng giá trị 24 căn hộ bị cưỡng chế kê biên bán đấu giá theo kết quả thẩm định giá là hơn 28,8 tỷ đồng. Trong tổng số tiền công ty trách nhiệm hữu hạn Cat Tiger Carew phải thi hành án, có một nguyên đơn thắng kiện được thi hành án trị giá hơn 46 tỷ đồng. Người được thi hành án là một khách hàng ở thành phố Đà Nẵng đã mua nhiều căn hộ tại dự án chung cư Napoleon Castel 1, nhưng chủ dự án vi phạm hợp đồng, bị kiện ra tòa và thua kiện. Hiện tại, khách hàng tại thành phố Đà Nẵng kể trên đang khiếu nại, kiến nghị cưỡng chế kê biên thêm tài sản của chủ dự án chung cư Napoleon Castel 1 để đảm bảo thi hành án, vì tổng trị giá tài sản 24 căn hộ đang bán để thi hành án nói trên mới chỉ hơn một nửa số tiền mà chủ dự án phải thi hành án với riêng khách hàng này. Tháng 5 năm 2023, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Khánh Hòa và các phòng, văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng đối với tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Cat Tiger Carew đã thực hiện việc chuyển nhượng sau ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho người khác.